xin chào tất cả các bạn đã theo dõi kênh kiến thức chuyên sâu nhé Hồi bé thì bố mẹ tôi hay nói với tôi rằng, nhỏ mà mày không học thì lớn lên chỉ có đi bốc phét mà kiếm ăn thôi con ạ. Có vẻ lời nói đó đã trở thành định mệnh để dung rủi tôi đi đến bước đường của ngày hôm nay. Mỗi ngày sau khi làm video, đọc được những lời bình luận của các bạn, nó khiến tôi thật sự rất vui mình, nhưng chợt nhìn lại, tôi lại cảm thấy mình có chút gì đó giống với tổng thống Ukraine là Zelensky. À thì chỉ giống ở cái khoản được vỗ tay và hoan nghênh nhiệt liệt thôi. Tôi không biết rằng Tổng thống Ukraine nghĩ gì, nhưng với tôi thì nó thật sự khiến tôi vui mừng. Và có lẽ đã là con người, thì ai chả thích được khen, chẳng ai là muốn mình bị chê bai trong mắt người khác cả. Thế nên tôi nghĩ trong tâm tưởng của ông ấy chắc cũng giống tôi. Chỉ khác một điều, ông ấy sinh ra đã là một diễn viên huyền thoại, còn tôi chỉ là một người bốc phét kiếm ăn qua ngày. Chính vì vậy, tôi biết đâu là cuộc sống thật và đâu là ảo, nên tôi không mắc một căn bệnh giống như ông ấy, đó là ảo ma Ukraine. Ông ấy đã quá nhập tâm vào vai diễn của mình và sung sướng trước mọi lời tung hô của thế giới. Điều này khiến cho những hành động của ông ấy thật sự khiến cho rất nhiều người khó hiểu. Tôi không biết phải nói ông ấy như thế nào nữa. Tần suất mà ông ấy xuất hiện trên truyền thông mỗi ngày còn nhiều hơn một diễn viên nổi tiếng gạo cội. Chưa có một vị nguyên thủ quốc gia nào có tần suất xuất hiện và ảnh hưởng bao phủ thế giới nhiều như ông ấy. Ông ấy hiện diện trên truyền hình vào buổi sáng, buổi chiều và cả buổi tối. Ông ta phát biểu tại Quốc hội Anh, Quốc hội Đức, quốc hội pháp quốc hội ý thậm chí là quốc hội mỹ với tầm ảnh hưởng như vậy thì không thể nào nói ông ấy chỉ là một tổng thống của ukraine mà ông ấy phải gọi là một tổng thống của các nước dân chủ đầu tiên trên thế giới công việc của ông ấy chỉ là giang tay năm ngón chỉ nước châu âu này chỉ nước châu âu kia rồi như có một ma lực nào đó tất cả các nước châu âu đều răm rắp nghe theo bất chấp việc ông ấy vui thì vỗ vai khen một hai câu buồn thì thậm chí ông ấy cho lính chỉ thẳng mặt mà mắng chứ ông ấy không thể mắng có lẽ vì như vậy ông ấy nghĩ mình là tổng thống của hiệp hội các nước dân chủ thế nên một đất nước ukraine là quá nhỏ bé trong mắt ông ấy ông ấy không hề muốn hòa bình ông ta muốn chiến tranh bởi vì nếu muốn hòa bình Thì ông ấy sẽ tiếp tục ngồi vào vòng đàm phán Người thì nói ông ấy bị phương Tây điều khiển Nhưng để làm một con rối Mà có thể khiến cho cả thế giới trao đảo như thế này Thì xứng đáng là một con rối Có giá trị để tôn vinh Ông ấy biết điểm tựa của mình ở đâu Là ai Thế nên thay vì là một tổng thống của chỉ riêng Ukraine thì chẳng có lý do gì sau lưng có người bợ cho mình, mình lại không làm tổng thống của Hiệp hội các nước dân chủ. Bây giờ chỉ việc lo làm kinh tế thôi Chỉ tay năm ngón Nói nước Đức thì nước Đức sẽ phải chi tiền Nói nước Anh thì nước Anh sẽ phải tuồn vũ khí Còn việc trả nợ là việc của dân Ukraine Còn tôi là tổng thống của Hiệp hội các nước dân chủ Việc trả nợ không phải việc của tôi Đã làm kinh tế thì xin đừng gọi tôi là tổng thống Hay gọi tôi là chuyên viên tín dụng Zelensky Thế đấy Thay vì cùng nước Nga thương lượng ngồi vào vòng đàm phán để có thể tiến tới một giải pháp hòa bình thì chuyên viên tiến dụng Zelensky thể hiện năng lực của mình. Chỗ này xin một ít, chỗ kia lại đòi một ít. Bên này chi ít hơn thì cho lên sóng truyền hình để mà vỗ thẳng vào mặt. Còn bên nào mà cho nhiều hơn thì đáng được tuyên dương. Bất chấp việc giờ đây Ukraine đang trở thành một bãi rác quân sự gồm rất nhiều các vũ khí mà các nước phương Tây có từ thời kỳ đồ đá đang bí không có chỗ nào để cất mà tiêu hủy thì còn tốn nhiều tiền hơn là cho Ukraine mà nghiệm nhiên đây không phải là cho không đây là một khoản cho và nợ tiếng thơm thì phương tây hưởng quả thối thì dành người dân và tất nhiên những người dân sẽ là những người gánh chịu những khoản nợ sau này dù cho Ukraine có kết quả thế nào đi nữa và có vẻ như chuyên viên tín dụng Zelensky vẫn chưa thực sự hài lòng với việc chỉ kêu gọi tài trợ từ các nước phương Tây. Bởi vì xét cho cùng, tất cả cũng chỉ là ăn xin. Người ta thích thì cho nhiều, người ta không thích thì cho ít. Mà người ta không cho thì cùng lắm cũng chỉ thức giận rồi sồ xề vài câu trên truyền hình cho gọi là có. Cuối cùng thì cái hay của Việt Nam không học. Lại đi học cái dở của Việt Nam, đó chính là phân lô bán nền, đất thì không thể tự sinh ra được. Vậy nên chẳng có việc gì có thể nhanh làm giàu bằng việc bán đất. Chỉ đáng tiếc là mảnh đất mà ông ấy bán nó có hai tiếng gọi thân thuộc, đó là quê hương. Rất nhiều giới chuyên gia đã nhận định rằng những hành động của tổng thống Zelensky cho thấy ông ấy không còn mặn mà gì với việc kiểm soát lại các khu vực ở trên đất nước nữa. Thứ ông ấy cần lúc này đó là những trận chiến ác liệt hơn nữa để nhằm biện minh cho kế hoạch mới của mình. Vâng, ông ấy muốn phân lô bán nền đất nước trước khi những mảnh đất này không còn thuộc quyền kiểm soát của ông ấy nữa. Vậy đấy, trước sau gì cũng mất thôi thì lúc chưa mất thì ta bán luôn cho một nước thứ ba và thu tiền về nước thứ ba sẽ phải có trách nhiệm giữ gìn mảnh đất đó trách nhiệm của chúng tôi đến đây là hết một mảnh đất đã từng rất tươi đẹp và khi ông ấy lên đã trở thành một đất nước ukraine thân phương tây để rồi nhìn lại thì được cái gì giàu đâu chưa thấy chỉ thấy toàn là toang hoang cứ cho là quan điểm của ông ấy đúng Thì thay vì cố gắng giữ gìn nó Giờ đây ông ấy lại cố gắng bán nó trước khi nó thoát khỏi tầm tay Có rất nhiều nguồn tin từ các quan chức thân thuộc đối với cả Tổng thống Zelensky nói rằng Miền Tây của Ukraine đã chuẩn bị xác nhập vào Ba Lan Ilya Kiva, một đại biểu quốc hội của Ukraine Đã có một tuyên bố chấn động trên giờ Telegram rằng Kiev đã thay đổi chiến lược sử dụng số vũ khí nhận được từ châu Âu. Bây giờ những vũ khí đó không còn được vận chuyển đến khu trung tâm của chiến sự nữa mà sẽ để lại ở miền Tây Ukraine. Như vậy, tại khu vực này sẽ hình thành một tuyến phòng thủ mới, nhờ đó có thể đạt được mục tiêu chính trị là xác nhập khu vực này với Ba Lan. Vị quan chức này còn nhấn mạnh rằng đây sẽ là giai đoạn đầu tiên trước khi ly khai và hình thành một Ukraine thân phương Tây đặt thủ đô tại miền Tây và việc xác nhập với Ba Lan sẽ diễn ra ngay sau đó thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. Điều này cũng khá tương đồng với tuyên bố của cơ quan tình báo nước Nga. Đó là Hoa Kỳ và Ba Lan đang thực hiện kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát quân sự, chính trị của Ba Lan đối với một phần lãnh thổ lịch sử của họ trên đất Ukraine. Vâng, chúng ta đang nói về nỗ lực lặp lại thỏa thuận lịch sử của Ba Lan sau chiến tranh thế giới thứ nhất khi mà phương Tây công nhận quyền của Ba Lan trong việc chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine được cho là để bảo vệ người dân khỏi mối đe dọa Bolshevik. Và sau đó thì sẽ đưa các phần lãnh thổ này vào thành phần của Ba Lan. Về phía Ba Lan, thì Bộ trưởng điều phối cơ quan tình báo là Zarin đã nói rằng những tuyên bố của Nga là vô căn cứ và những thông tin như vậy chỉ nhằm phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa Ba Lan và Ukraine. Việc này có đúng hay không thì tạm thời ta chưa nói đến, nhưng có một sự thật hiện hữu đó là Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và cũng đứng lên chống Nga một cách tích cực nhất. Họ từng rất mạnh dạn mà tuyên bố với truyền thông rằng Ba Lan sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine nghe thật sự là rất cứng phải không nhưng nếu ta nghe tiếp câu sau thì có lẽ đến tôi cũng có thể phát biểu được câu nói đó bởi vì ba lan nói rằng họ sẽ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho ukraine với một điều kiện là mỹ cũng tham gia quá là đẳng cấp luôn giới lãnh đạo của ba lan còn mạnh dạn mà tuyên bố rằng đây là những phát ngôn hoàn toàn nghiêm túc nghĩa là với sự tham gia của hoa kỳ cũng như các quốc gia châu âu lớn khác thì tôi nghĩ rằng ba lan không có lý do gì mà không tham gia vào sự kiện này cuối cùng thì thế giới đã sản sinh ra hại vị nhân một ông thì phân lô bán nền đất nước còn một ông thì chống nga để rồi lấy đất online còn tất cả các bạn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về video này như thường lệ hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. còn bây giờ thì bye bye anh em